Xin chào quý bà con, hôm nay thế giới máy chúng tôi sẽ làm sạch vảy và nhớt cá nóc bằng máy đánh vảy cá Takeo TK500 một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất. Xin mời bà con cùng xem. Trên thân máy có dập nổi logo Takeo và đây là bên trong lồng máy. Máy được làm sạch bằng Runo cước giúp sạch vảy cá mà không bị chảy xước. Có hệ thống nước bơm vào để làm vảy sạch. Xin mời bà con cùng xem. Đối với cá lóc thì chúng ta sẽ cài đặt thời gian lên là 60 giây, chúng ta hãy khởi động máy. Máy sẽ hoạt động và bây giờ chúng ta cùng mở cửa xả và công tắc để cho đẩy cá ra. Rất là sạch vảy. Còn...